nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về bục phát biểu. Bục phát biểu này mình đã vẽ xong rồi, có kích thước là cao 1m2, rộng là 790 và sâu là 590. Đầu tiên mình sẽ vẽ phần đế của bục. Bục phát biểu sẽ được làm từ dán ép MFC có chiều dày là 20 ly. Phần đế bục có kích thước là 500 nhân cho 900. Mình sẽ vẽ phần thân. Mình sẽ vẽ phác thảo trước, xong rồi mình mới vẽ chi tiết sau. Phía bụng của mình ở phía phần phía dưới thì nó nhỏ, nhưng mà lên cao thì nó sẽ to dần ra. Tất cả mình đều sử dụng dán ép có độ dày là 20 ly. Mình đang vẽ các phần này là phần cổ của bụng.
sử dụng link phát biểu hay người ta có thể là để tập sách tài liệu. Sẽ quay trở lại dạng phần đáy mục. Đáy mục của mình là cao là 100. Bây giờ mình đã dạng phát thảo xong chiếc bộ phát biểu rồi đó. Tiếp theo mình sẽ vẽ chi tiết. Chiếc bộ của mình đều được làm từ nhám ép. Mình đã vẽ xong phần giá đỡ của chiếc bục. Tiếp theo là mình sẽ vẽ phần cổ bục. Tiếp theo là mình sẽ vẽ phần thân bục. Thân bục được ghép là từ 3 tấm dán ép
vẽ xong được một tấm mặt hông rồi đó các bạn, mình sẽ copy qua. Mình sẽ copy qua cái mặt hông còn lại. Theo mình sẽ vẽ mặt trước của thân bụng. Vậy là chiếc bụng của mình cũng đã hoàn thiện rồi. Tuy rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là chắc chắn. Tấm dáng này có tác dụng là để như là một cái ngăn để đồ, nhưng nó cũng tham gia chịu lực giúp cho phần thân của mình sẽ chắc chắn hơn. Vậy là chiếc bụng của mình đã hoàn thiện. Tuy rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là chắc chắn nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ sơn màu cho chiếc bụng này. Để chọn một số màu vàng. Bây giờ mình sẽ tô màu nâu. Những màu này thì không có được đẹp lắm. Mình sẽ chọn cái màu gỗ tự nhiên.
xong. Cái bột của mình đã tô màu xong rồi.